Rồi, xin chào tất cả các anh em chơi audio ha. Hôm nay shop audio toàn võ quay lại với một cái con cũng khá là quen thuộc ha. Nhưng được cái là hãng nó vừa cập nhật lên là nó update lên cái bản mới cho mình ha, nó nâng cấp chip mới ha. Đây, cái con này có mã là SMSLM8A ha. Đây, cái mã của nó đây. Và đồng thời đã được chứng nhận của iOS Audio Nhật Bản nha các bạn. Đây, tem logo của nó đây. Ngoài ra thì với cái dòng sản phẩm mới này được hãng nó cập nhật thêm á, thì thứ nhất là nó cập nhật con chip ES9038Q2M ha, được sản xuất bởi công ty của Mỹ ha. Đó, thì ngoài ra cái trong cái hộp mình thấy cái con đời mới này á, thì nó hỗ trợ chúng ta cổng kết nối rất là nhiều. Thứ nhất là nguồn này ha. Đây, như nguồn của nó đây, cáp USB kết nối máy tính ha. Và đồng thời nó có cho chúng ta cái thêm một cái cổng kết nối nguồn nữa ha, chứ không có thể dùng cái cục sạc điện thoại, chúng ta có thể làm nguồn cho nó ha. Và đặc biệt hơn nữa, cái con M8A này á, nó cho chúng ta thêm một cái cổng là OTG ha, nghĩa là các bạn có thể kết nối được với smartphone phone của chúng ta ha. Đặc biệt chỉ có kết nối được hệ điều hành của Android thôi nha các bạn. Các bạn không có kết nối được với hệ điều hành iOS giống như là iPhone, iPad ha. Nó chỉ nhận được hệ điều hành Android như là Samsung, Oppo hoặc là Huawei gì đó, mấy cái máy điện thoại chạy hệ điều hành Android thì nó sẽ nhận được OTG hết ha. Thì cái form con này thì nó rất là khá là bé nhỏ ha, nhưng mà nó có vỏ. Con này chất âm rất là hay ha, mình đã test qua nó rồi, cái chất âm nó rất là hay. Nó sử dụng chip ES9038 ha. Hình như cái đời mới này mình thấy trên web đó, nó đang là hai hai con chip, mỗi con quýnh một 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 kênh đó. Đây, tuy về ngoài nó nhỏ gọn nha, bằng chúng nó bằng một cái ví của chúng ta vậy ha. Đây đây những cổng kết nối của chúng ta ha. Đây, kết nối thì những cổng cũng như những cổng quen thuộc thôi ha. Thứ nhất là nguồn nè ha, power nè, bên đây. Đây mình để xuống đây. Đây là nguồn ha. Đây. Nguồn điện vô ha, chúng ta có thể dùng dây cáp này ha, hoặc là chúng ta có thể dùng cái bộ nguồn này ha, tùy. Rồi, cũng phải cho chúng ta cổng đây, nguồn cái nguồn vô thứ nhất đó, là nguồn đặc biệt nè. Quan trọng nhất là nguồn kết nối máy tính ha. Là các bạn có thể kết nối máy tính, có thể kết nối cổng OTG là cổng này vô điện thoại ha. Cái nguồn này là chất âm cao nhất ha. Và cái tiếp theo nữa là cái nguồn digital này ha. Digital này cái nguồn các bạn có thể kết nối với smart TV hoặc là những cái đầu đĩa CD ha. Và đồng thời có thêm cổng coaxial này nữa ha. Đây, hai cái cổng này thì nó đi chung với nhau, thì ví dụ như các bạn có smart TV có cái cổng coaxial thì các bạn sẽ kết nối cổng coaxial thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Và đồng thời TV hầu như cả các TV nó đều có cổng cổng quang hết, thì các bạn kết nối với cổng quang trên trên đây ha. Đó, hình như TV mà nó có cổng coaxial, các bạn kết nối cổng coaxial thì nó sẽ hay hơn cái cổng quang này ha. Cổng này là cổng âm thanh ra hay nhất. Các bạn hãy kết nối, hãy mình nói là kết nối với cổng OTG. Thì mình đã test cái con này trước đó rồi, mình không có test cụ thể nữa. Mình sẽ test nhạc đánh trực tiếp từ laptop của mình ha, qua bằng cái cổng này ha. Đó, mình sẽ không test qua bên Smart TV đâu. Tại vì cái này các bạn xem lại cái video clip trước đó của mình đi, thì mình sẽ đã test đầy đủ hết cái con này, tính năng của cái con này rồi. Tại vì hôm nay cái bộ này mình cảm thấy nó rất là mới mới ở chỗ là nó update bên trong, hãng nó cập nhật lên bên trong ha, những cái con chip rất là mạnh cho cái con này. Thì với cái giá vẫn như cũ thôi, cái giá này mình bán cái con này là 4 triệu 8 nha các bạn. Đó, nó nhỏ trong tầm bàn tay chúng ta, bằng một cái ví của chúng ta bỏ vào túi ha. Đó, nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Ok, mình sẽ kết nối vào hệ thống âm thanh của mình. Thì ở đây hôm nay mình sẽ kết nối vào cái con TUI01 này ha. Và mình đánh với cái âm ly cái bao này này của mình ha. Cái bao của mình này ở dưới đây, mình để cái bao của mình ở đây ha. Và mình đánh cái cặp loa này. Đó, cặp loa này ha. Đó. Con mình nói sơ với con TUI01 nha. Con TUI01 này các bạn có những cái bao á, các bạn kết nối nó đánh rất rất là hay ha. Mình phải nói nó rất là hay, không cần chỉnh chất bass nhạc sao là nó ra y như vậy luôn. Các bạn khỏi sợ bị thiếu bass, thiếu chép ha. Đây, mình đi cái bao này của mình ha. Cái âm ly này mình không sử dụng nha, mình tắt tắt hoàn toàn hoàn toàn nha. Mình sử dụng cái power ở ở dưới của mình nha. Đó, mình đánh với cái cặp loa lớn này của mình ở ngoài cùng ha. Đây, cặp piano này. Rồi ok. Mình sẽ kết nối vào hệ thống âm thanh của mình sẽ cho các bạn nghe thử ha. Rồi ha, mình đã kết nối xong cái dàn hệ thống âm thanh của mình ha, mình kết nối qua cái trung trung gian ha, là cái từ máy tính đây. Qua cái con DAC ha, con DAC qua con TUI01 xuống thẳng cái power của mình ở dưới đây luôn luôn ha. Đó. Cái đặc biệt cái con M8A này nó chơi được nhạc DSD 512 luôn nha các bạn. Các bạn kết nối máy tính, các bạn cài cái driver Xmod cho nó là nó giải mã được DSD 512 chất lượng cao, rất là tuyệt vời ha. Đó, các bạn ơi, nhỏ gọn rất là hay ha. Ok, mình sẽ test bài hát trên máy tính cho các bạn nghe thử nha. Đây, đồng thời là mình test giữa cái con TUI01 luôn ha, để mình làm cái què cho cái power này của mình ở dưới đây ha.
Đó, mình không cần chỉnh chiếc bass gì hết. Con này rất là hay. Con TV01 này các bạn nâng cấp. Con TV01 này các bạn có thể nâng cấp cho nó bóng 5654 hoặc hoặc là 5725 hoặc là 6AS6 nè. Nè đó, những cái con TV01 này nó chơi được rất rất là nhiều loại bóng 7 chân nha các bạn. Đó, mình đã test được 3 loại bóng của nó, là nhất là 5654, 5725, 6ASA 6 xin lỗi 6AS6 ha. Đó, những cặp bóng nó chơi rất là hay ha. Đối với con TV01 này. Rồi ok, mình sẽ lay bài hát cho các bạn nghe thử trên máy tính dần tan tên. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh. Trên dàn hệ thống âm thanh của mình với mình phối ghép với cái con DAC M8A với cái power ha, cái power với cái rời đèn TV01 ha. Đó, mình cảm thấy mình lay nhạc qua máy tính mình cảm thấy cái cầm rất là hay ha. Còn đối với cổng coaxial thì coaxial hoặc là optical thì mình đã test trước đó rồi, hôm nay mình không test lại thì mình đang chiếu test cái chất âm về cái con chip mới này nó giải mã như thế nào thì mình cảm thấy nó rất là hay ha. Đối với con M8A này ha, thì mình xin nhắc lại với cái giá bán mình đang bán cái con này á, là mình đang bán với giá là 4 triệu 8 ha. Còn cái con TV01 này giá cũng như cũ ha, là vẫn là 980 ngàn ha, là luôn cặp bóng 5654 hoặc là 5725 tùy theo các bạn lựa chọn thôi. Đó, thì giá của mình là chưa bao gồm phí ship COD nha. Rồi, thôi mình cũng xin kết thúc video clip tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.